Hello, xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã đến với channel của mình là Lộc Sutiki đây. Hôm nay Lộc sẽ chơi tiếp Minecraft sinh tồn phiên bản 1.14 nha các bạn. Hiện tại thì mình đang ở khu nhà ban đầu của mình này để mình lấy một ít cái khoáng sản các bạn ơi. Tại vì lúc trước mình đào được khá là nhiều này, bây giờ mình sẽ đem về bên khu rừng ngay rồi mình sử dụng luôn nha các bạn. Tại vì để bên đây mình đâu có được dùng đâu đúng không? Và mình cũng lấy thêm ít cái giáp kim cương này, giáp ngựa kim cương các bạn, để mình mặc cho mấy con ngựa mà mình sắp bắt đây. Mình sẽ lấy thêm một ít cái yên cưỡi đi. Rồi. Ở đây hình như là còn bít tông dính nè các bạn. Chắc mình sẽ đem qua bển luôn nha, tại vì bít tông dính này mình có thể làm mấy cái đồ liên quan đến đá đỏ này. Đó, rất là tiện luôn. Ok, bây giờ mình sẽ quay trở lại khu nhà của mình nha. Ok, cảm ơn. Mình đã trở lại cái khu rừng của mình rồi. Bây giờ mình sẽ đi xuống dưới nha. Và mình cũng có lấy thêm ít mía qua bên đây các bạn ơi, để mình nhân giống đi tạm thời. Mình có rất là ít mía luôn. Cho nên mình phải nhân giống ra thêm mấy các bạn. Rồi, giờ mình sẽ trồng mía trước đi. Đấy. Rồi, tập trước ấy các bạn nói rằng cái bánh kem ấy các bạn à, không được dùng trực tiếp vào mấy bé gấu panda, phải thả ra ngoài ấy. Đấy, mình không biết, mình đưa trực tiếp vào mình cứ tưởng là không cho mấy bé ăn được ấy. Bây giờ mình sẽ vô rồi làm một cái bánh kem mới rồi cho mấy bé panda ăn nha. Mình có sữa này, giờ cần lúa và trứng ấy các bạn. Rồi, giờ mình sẽ lấy một ít lúa coi. Lúa thì cần 3 lúa thôi, 1, 2, 3. Đấy, 3, rồi. Và 2 cái trứng thì phải. Không biết mình còn đường trong nhà không ta. Chưa, để mình cắt mấy cái khoáng sản chứ đi các bạn ơi. Để tí nữa mình nấu đây. Rồi, cắt vô, wow, quá trời sắc luôn. Rồi, bây giờ mình sẽ đây, có một cái trứng này. Và đường. Mình cần đường các bạn. Vậy là mình cần phải, mình có mía nè. Đấy, mình sẽ đổi ra 2 đường. Rồi, giờ mình sẽ làm một cái bánh ngọt các bạn ạ. Mình cứ kêu bánh kem thôi. Đấy, tại vì nhìn khá giống bánh kem ấy các bạn. Ok, giờ mình sẽ ra ngoài cho mấy bé gấu panda ăn thử nha. Rồi, giờ mình sẽ quăng ra đi. Đó. Cầm thiệt kìa các bạn. Ăn kìa. Mà cái này hơi tốn á các bạn ơi. Sau này mình có nhiều cái mấy cái đồ mà để làm bánh thì mình sẽ làm thật là nhiều cho mấy bé gấu panda luôn nha. Coi bé gấu. Ăn hết rồi à. Wow, nhanh ghê luôn. Mà không sao các bạn. Nhìn ăn nhìn dễ thương cực các bạn ơi. Ok, giờ mình sẽ đi bắt mấy bé ngựa về nha các bạn. Tại vì tập trước ấy mình thấy khá là nhiều ngựa bên khu làng luôn đó, cho nên bây giờ mình sẽ qua bển và bắt tầm 2-3 con đi. Đấy, sẵn tiện có gì mình nhân giống lên luôn ấy các bạn. Rồi, ok, giờ quăng bển thôi. Bé cáo kìa các bạn ơi. Wow, hôm qua nay chưa dám đi lên nữa kìa. Ý là mình thắp đuốc các bạn. Để mình xem nào. Vẫn còn ngậm cái hộp giống kìa. Đó. Ngủ luôn kìa. bé cáo ngủ chưa dưới kìa các bạn ơi. Thôi kệ đi, để cho bé cáo ngủ dưới đi, mình không làm phiền đâu các bạn. Đấy, rồi bây giờ mình sẽ vào bên trong ngôi làng và đi qua bên kia các bạn. Vậy thì có nguyên một đàn ngựa rất là bự ở bên kia luôn. Đấy, giờ mình sẽ bắt tầm 3 bé ngựa đi. Đấy, để mình có gì mình nhân giống lên thêm mấy các bạn. Rồi, đó. Chắc mình sẽ bắt ngựa xám trước nha. Đấy, tại vì ngựa xám mình gặp đầu tiên này. Giờ mình sẽ leo lên luôn. Đấy, bé ngựa này hơi ít máu các bạn ơi. Nhưng mà theo mình nghĩ ấy, thì mấy bé ngựa mà ít máu thì thường chạy rất là nhanh luôn. Đó, mình thì cần no. Canh me canh chua hả? Ripper canh. Đi lại mình hết hồn các bạn ơi. Wow, rồi thằng cục tép. Đó. Hiện tim em ơi. Chưa đứng à? Bé này lì thế. Để mình xem nào. Đó, được rồi này. Chạy cũng khá đấy các bạn, cũng khá nhanh đấy. Mặc giáp kim cương luôn này. Mà thôi đi, bé này mình chưa cần mặc giáp đâu. Để mình lựa bé nào chạy nhanh hơn rồi mình sẽ cho mặc giáp nha. Bé người này chạy rất là nhanh luôn nè các bạn.
Nhảy cũng cao nữa. Wow, được 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 được. Rồi, giờ tạm thời mình sẽ dẫn mấy ngựa này về nha các bạn. Rồi, ok, giờ mình sẽ về nhà trước nha các bạn ơi. Hiện tại thì mình đang quay lại ngôi làng để chuẩn bị sửa lại ngôi làng á các bạn. Tại vì ngôi làng bỏ hoang mà, cho nên nhìn nó khá là cũ kỹ ấy. Cho nên bây giờ mình sẽ dọn hết mấy cái tơ nhện cũng như là sửa lại phần mái này và phần tường ấy, để không còn cái đá đóng rêu nữa, nhìn khá là kỳ các bạn ơi. Ok, bây giờ mình sẽ quăng bển thôi. Rồi. Chủ yếu là mình dùng đá cuội với mấy cái gỗ các bạn. Và mấy cái block kiểu như mình không chế tạo được thì mình sẽ thay thế bằng mấy block gỗ mà mình có nha. Thì mình thấy ngôi làng bằng gỗ cũng không sao đó các bạn ơi. Khi nào mình có đủ vật liệu thì mình sẽ nâng cấp ngôi làng sau nha. Còn bây giờ thì mình sẽ dọn tơ trước các bạn, dọn mạng nhện trước. Đấy, ở đây khá nhiều mạng nhện luôn. Mình sẽ dọn từ ngôi nhà này trước nha. Đó. Wow, mạng nhện dính ở trên luôn kìa. Đấy, như ở đây nữa thấy không? Mình sẽ sửa lại các bạn. Đấy. Cắt hết mấy cái tơ nhện ra đi. Wow, tơ nhện đóng đầy luôn á các bạn ơi. Mình sẽ bắt block đi lên, mình quên đem theo dàn giáo nha. Đi mà cứ quên đem theo dàn giáo thôi các bạn ơi, để có thể leo trèo dễ hơn ấy. Đó, ở đây thì mình sẽ đặt lại phần mái luôn này. Phần mái thì mình dùng cái cầu thang á các bạn. Đấy, cầu thang gỗ sồi. Rồi. Quên, cái đó là mấy bé lạc đà của ông dân làng lang thang á các bạn. Giờ mình sẽ làm một cái bàn chế tạo đi. Đấy, cũng như là ráp một ít cái cầu thang ấy. Rồi, mình sẽ đổi gỗ sồi ra này. Đấy, đi làm phần mái. Đó, được 40 cái luôn. Giờ mình sẽ ốp vô đây. Ốp vô đây và ốp ở bên đây là xong. Đấy, mình sẽ sửa từng nhà luôn nha. Ở đây còn tơ nhện này. Wow, sẵn tiện mình lấy tơ nhện luôn các bạn. Tại vì tơ nhện trang trí cũng khá là đẹp ấy. Khi mà mình xây nhà của ông ta, cái ông dân làng mà thợ rèn ấy, mình có thể dùng cái tơ nhện này để làm khói, nhìn rất là ok luôn á bạn ơi. Giờ mình sẽ là ốp phần sàn lại. Búp. Đấy, vậy là xong rồi. Ở đây thì mình sẽ cửa sổ thì mình dùng cái gì ta? Quên nữa, mình phải đập mấy cái đá đóng rêu này các bạn ơi, mình thay bằng đá cuội ấy để cho nó đừng có cũ kỹ nữa. Mình thích dùng đá cuội hết luôn ấy để cho nó đồng bộ các bạn. Đó. Vậy là ổn hơn rồi đấy. Wow. Đó, giờ mình sẽ đập hết mấy này ra đi, nhìn khá là cũ luôn á các bạn. Đấy. Búp. Ở đây và ở trên nữa. Đấy, vậy là xong rồi. Đó. Wow, hình như cái khối đá đóng rêu đó các bạn mình cũng có thể chế tạo được ấy. À, tại vì hôm bữa mình cắt được cái dây leo nó có hiện công thức các bạn ơi. Wow, vậy là mình có thể dùng dây leo để chế tạo mấy cái lốc này này. Không biết cái lốc này có thể chế tạo thêm được cái gì nữa không ta? Để xem. Cái này có thể làm cái phiến nữa này. Cái tường cầu thang luôn các bạn ơi. Wow, được ấy, được ấy. Để có dịp thì mình sẽ thử dùng để nó để xây dựng nha. Wow, để làm mấy cái ngôi nhà kiểu như cổ cổ các bạn. Đấy. Rồi, vậy là xong ngôi nhà đầu tiên rồi. Để coi còn thiếu gì không ta. Hình như là thiếu thiếu cửa các bạn ơi, đúng rồi. Ngôi làng này chưa, cái nhà này chưa có cửa này. Giờ mình sẽ làm cho ảnh một cái cửa gỗ sồi luôn đi. Đặt vô đây. Đó, cũng như là cho ảnh cái bàn chế tạo luôn các bạn. Ngoài ra mình cũng có làm cho ảnh mấy cái cửa sổ ấy. Cửa sổ thì mình sẽ dùng cái cổng nha. Đấy, ba cái đặt vô đây. Đấy, cứ như mở ra mở vô nè bạn. Rồi, dĩ lộn ơi. Có nên làm cho ảnh cái rương không ta? Ok, sẵn tiện mình làm cho ảnh cái rương luôn các bạn ơi. Nhiều khi mấy ảnh có còn chứa đồ nữa. Mình sẽ đặt vô đây luôn. Đấy, cũng như là tặng một ảnh một cây đuốc này. Đấy, ok rồi. Ngôi nhà đầu tiên các bạn. Rồi, bây giờ tới ngôi nhà bên đây nha. Wow, ngôi nhà bên đây cũng khá là bự này, cho nên dọn tơ nhện trước nha các bạn. Đấy. Nhà này nhà ông thợ rèn. Wow, được đấy. Hình như anh đẳng mình có một anh dân làng thợ rèn các bạn ơi. Cái này thì mình phải đổi thật bằng cái đá cuội hết luôn á các bạn. Cho nên bây giờ mình sẽ đập hết cái đá đóng rêu này ra trước nha. Ok, mình đã ốp lại thành đá cuội hết nè các bạn. Bây giờ mình sẽ sửa phần mái nha. Wow, ngôi nhà nhà này phần mái hơi lủng nhiều lỗ các ông ơi. Mình sẽ trèo lên cái đã. Đấy, rồi ốp lại thôi. Ốp ngay đây, ngay đây và ở đây. Đó. Cái này cũng khói luôn này. Sẵn tiện chắc mình làm cái khói luôn nha các bạn. Tại vì mình có cái tơ này. Mình sẽ làm khói cho ngôi nhà này luôn. Khói thì mình sẽ phải đi lên trước đây các bạn. Đấy, gì lỗ rồi.
Yeah, giờ mình sẽ cắt bớt, tỉa bớt các bạn. Ok, giờ mình đã xong phần khói rồi. Đấy, giờ đi xuống xem coi có ổn không nha. Đấy. Nhìn cũng được đấy các bạn. Đấy. Hình như ở đây thiếu một cái cầu thang nè. Nó ở đây cũng vậy luôn. Búp. Và ở đây thì mình sẽ kéo ngang. Đó. Ở trên đây thì mình sẽ ốp lại bằng bằng gỗ đi. Ở đây mình có gỗ này. Ốp vô đây. Đó. Ở trên này chắc mình sẽ ok, ốp lại luôn đi các bạn. Và cắm vô trong một ít đuốc nha, tại vì có đuốc thì nó sẽ không spawn quá ấy, các bạn. Đấy, cắm ở đây. Rồi. Giờ đặt xuống hai cái cửa là xong rồi. Đó. Ok, giờ chắc mình sẽ đi ngủ trước cái đã. Trời cũng tối thui các bạn, không thôi nó spawn quá. Ok, giờ mình sẽ ngủ rồi sáng thức dậy. Ui, ui, bồn 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 cướp dân làng các bạn. Ui, mình qua đây mà mấy ảnh cũng không tha nữa, thiệt tình á. Xong tập nào mấy ảnh cũng cũng lại tìm mình nha. Làm như mấy ảnh thích mình hay sao các bạn ơi. Lúc nào cũng tìm mình gây chuyện hết đây. Ok, giờ mình sẽ qua chiến đấu luôn các bạn. Đấy, không có ngại mấy tên này đâu. Giờ mình có khiên rồi. Cũng không sợ đâu các bạn. Đấy. Như cái nhà này nè, mình không biết cách chế tạo cái block này các bạn ơi. Các bạn nào biết cách chế tạo cái block này, chờ để mình đào thử đi, để cho các bạn biết nữa. Cái này là gốm sành trắng các bạn à. Các bạn nào biết chế tạo block này đừng quên comment phía dưới nha. Mình không biết cách chế tạo các bạn ơi, cho nên nhà này chắc mình sửa sau cùng này. Ui, bắn, bắn hả? Nó cho mấy anh tự xử nhau đi bạn. Bắn đi, bắn đi. Ui. Ây da. Ui, cái ông cầm rìu bắn chém mình một cái là ba máu các bạn à. Ui, né 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 ra né ra. Ui, ghê quá ghê quá. Ăn vô đã. Ui ui. Ui, ông mạnh lắm không ơi. Đó, về. Rồi nữa rồi, mình lại lại dính hiệu ứng này nữa rồi. No. Ui, quên nữa, mình phải che mấy anh dân làng lại các bạn ơi. Quên 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 quên, che lại che lại. Không thôi một hồi cái hiệu ứng này dính vô ngôi làng của mình ấy thì mấy anh dân làng này sẽ bị tấn công các bạn, cho nên rất là nguy hiểm luôn. Đó, bây giờ mình sẽ che lại luôn. Rồi, bảo vệ cho mấy anh dân làng là điều đầu tiên đó các bạn. Bây giờ mấy ảnh bất khả xâm phạm rồi. Rồi luôn. Hôm nay mình định sửa làng mà cũng không yên với mấy tên này nữa các bạn ơi. Bây giờ phải chiến đấu rồi này. Sao ta, có nên đánh không ta? Ok, quýnh luôn các bạn ơi. Đấy, không cần phải xoắn với mấy tên này đâu. Đó, thổi kèn rồi đấy. Ai, mình nghe tiếng từ bên trời. Mình nghe tiếng kèn từ bên đây nè các bạn. Ui, thiệt kìa. Wow. Lại đây hả mấy anh hai? Lại đây hả mấy anh hai? Mấy anh hai kiếm chuyện này. Kiếm chuyện à. Úi da. Đấy. Úi da. Không biết mình có đem theo cái nỏ không ta? Có nỏ đi dễ đánh. Ở đây 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 đây. Chết rồi con. Bắn. Cho mấy anh tự bắn nhau luôn đi các bạn. Rớt cái nỏ kìa. Wow. Tên cuối cùng này. Mình được cái nỏ mới các bạn ơi. Yeah, mình sẽ ép hai cây. À quên nữa, cái nỏ như không ép lại chung với nhau được các bạn. Rồi, để tiếp tục thôi. Lần này thì không có thổi kèn nữa. Đi từ hướng nào ta? Dân làng thì mình không sợ đâu các bạn ơi, tại vì mình bảo vệ mấy ảnh rồi. Rồi. Giờ mình để mình xem coi mấy tên này đi từ hướng nào nha. Hướng này thì không gặp này. Đâu ta? Ui. Ui. Lại đây cu, lại đây cu. Lại đây. Quýnh nhau này, quýnh nhau. Ui ui. Ui trời. Ui trời. Ui. Ui trời. Ui ui. Wow. Ui da. Mình để ý là các bạn ơi, phiên bản này ấy hình như mấy anh này bị lỗi sau này không có đánh mình các bạn. Gặp mình toàn chạy nè. Đó, cho nên mình đánh mấy ảnh rất là dễ luôn. Còn mấy tên mà cầm cung ấy thì mình phải đánh các bạn. Còn tên này. Wow. Quýnh này. Quýnh người này. Đó, còn một tên cuối cùng thôi. Hình như tên kia chạy vô làng hay sao các ông ơi. Hồi nãy mình thấy con tên chạy vô làng này. Ok, giờ tìm hắn mới được. Anh núp rồi, mấy anh này quánh không lại là toàn núp mà. Trong đây coi. Đây cũng không có luôn. Ở đây coi. Ở đây 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 đây. Đừng cùng rồi, chạy đi đâu, chạy đi đâu. Ai ai cho chạy ra ngoài, dám lợi cướp cướp làng rồi chạy hả? Ai cho? Rồi, ổn rồi. Đấy,
bây giờ ngôi làng ấy mình giữ mấy anh dân làng ở một vị trí cố định các bạn, cho nên không lo đâu các ơi. Lần này mình có thể một mình cân mấy anh này luôn. Đó, các bạn có gợi ý mình là nên tạo mấy anh golem để quánh tiếp đây, nhưng mà mình nghĩ là một mình đánh thì nó sẽ hay hơn các bạn. Ui trời 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 ơi, ui đông thế. Quýnh này, quýnh này, quýnh con trâu chứ các bạn. Con trâu này mạnh lắm, nó phá ruộng ấy các bạn ơi. Đó. Ui dạ, chạy 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 này, wow, chạy chạy hả? Hãy mình xử con trâu trước, nó mình farm trâu ấy thì mình được một cái yên cưỡi các bạn, rất là tiện luôn. Đấy, quýnh người này, quýnh này, quýnh 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 luôn, chết đi, yeah. Mình sẽ vứt cái này ra. Gà tôm phù thủy là cái người sống sót cuối cùng đó các bạn. Đấy, này thì phù thủy. Ui ui, thuốc độc thuốc độc. Oh my god, oh my god. Ăn 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 vô, ăn vô vô vô. Lẹ 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 lẹ. Ơ, còn một tên dân làng nữa à. Ủa, còn một tên kẻ cướp dân làng nữa các bạn ơi. U. À, mình đoán không nhầm là cái tên mà cầm cái cờ hay sao các bạn. Đây nè nè. Ui ui. Ui da. Bây giờ mình bị dính độc các bạn ơi, cho nên phải cẩn thận ấy. Ồ, mình còn có nửa tim kìa. Ui, anh nấp trong kia rồi. Ui, còn hai tên lắm. Ây da, ba tên luôn. Chạy 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 chạy. Ui ui ui, đừng 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 đừng. Chạy 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 chạy. Ui, mình còn có nửa tim. Chạy chạy chạy. Ui da. Rồi, giờ hồi máu rồi, quánh tiếp các bạn. Ui ui da. Ui ui. No 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 please no. Bắn lì, bắn này, bắn hả, bắn không, bắn không, bắn không anh hai, bắn không, bắn bắn này, yeah. Ơ sao nó vẫn còn một kẻ xâm lược nha. Ờ hả, vậy là còn một tên trốn à. Wow, anh hai này trốn kỹ nha. Ở đây không có này. Để mình xem coi, ở đây không có luôn. Anh danh đó trốn đâu ta, sửa làng cũng không yên nữa các bạn à. Chắc sắp tới mình gặp mấy tên này chắc mình không đánh đâu các bạn ơi, mình đánh kiểu như bị dính hiệu ứng ấy thì mình mất công lại chiến đấu nữa, khá là mất thời gian luôn các bạn. Anh trốn đâu nhờ. Ở đây không có luôn này. Anh hai này trốn kỹ thế, ở đây cũng không luôn. Ở đây thì sao. Cũng không có luôn. Ủa vậy tên đó đâu ta, có khi nào ở phía sau cái chỗ này không nhờ. Cũng không có luôn các bạn. Giờ mình phải tìm tên kia nữa mới khổ này, chơi đánh cho đã rồi giờ lại bắt mình đi tìm còn hơn chống tìm nữa các bạn. Ở đây cũng không có luôn. Cái nghe này. Này, ui trời ơi, kêu cái gì anh hai. Này thì đi qua đây đã, rồi nấp dưới gốc cây hả. Này thì nấp này. Okay. Để coi đợt này coi có trâu không nha. Tại vì có con trâu thì đánh khá là mất thời gian các bạn, tại vì trâu hơi nhiều máu ấy. Ở đây 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 đây. Đây mình quýnh lẻ từng tên thì mà không sợ các bạn. Đó, mình có khiên cho nên mình đánh lẻ khá là dễ luôn. Rồi. Đấy. Bay sai khi đi lẻ rồi. Đấy, bọn này họ đồng thì khá là mạnh đó các bạn. Còn đi lẻ thì mình không sợ đâu. Được một cây nỏ nữa kìa. Mình sẽ quýt tên phù thủy luôn. Này thì ha, chọi thuốc này, uống thuốc, ai cho uống thuốc. Gơi ra đầu thuốc kìa. Này uống thuốc này. Uống thuốc hả? Giờ mình sẽ cắt đồ bớt đi các bạn ơi, mình hơi nhiều đồ này. À còn một tên nữa, tên này gan này dám chọi thuốc mình luôn. Được đấy, được đấy. Giờ mình sẽ cắt mấy cái đá này vô trước đi. Một tí mình xây rồi mình lấy ra mình sử dụng luôn các bạn. Tạm thời cắt trước đã. Này thì chọi thuốc. Cả gạt dám chọi thuốc. Chọi thuốc hả? Wow, đánh ảnh gơi ra cái bụi đá phát sáng luôn các bạn. Đó, còn hai tên thôi. Cố lên. Hai tên này mình nghĩ là chạy vô làng rồi đó các bạn ơi, mấy tên này chuyên gia đánh không lại là nấp mà. Còn hơn chơi chúng tìm nữa. Ở đây không có này. Đây. Như tên này được này. Đó. Đánh là phải ra giữa sân nha các bạn. Chứ chơi núp núp mà ai mà chơi đúng không? Đấy. Sao? Hình như theo mình biết ấy,
Thì cái phiên bản này thì mấy cái tên kẻ cướp dân làng này sẽ spawn gần cái chỗ mình đang sống các bạn à. Cứ tầm vài phút hay sao ấy thì sẽ spawn một lần. Đó, cho nên mình gặp hoài, nhưng mà có đợt thì có cái tên cầm đầu ấy. Đó, lần này có tên cưỡi cưỡi trâu luôn kìa. Căng 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 rồi. Mình phải chia rẽ đội hình của bọn nó ra các bạn ơi. Đấy, chứ đông quá mình đánh không lại ấy. Đó, cầm kiếm lên. Ui da. Ui lần này có cái con kia nữa. Ây da, mình sợ nhất lấy con nhỏ nhỏ các bạn. Con các bạn nói là con vét hay sao ấy. Rồi, con đó khá là mạnh luôn. Mình đồ sắt là nó đánh mình ba hit sao các bạn à, mạnh lắm. Đó, mình giờ mình sẽ đứng sau con trâu này để con trâu hướng đam giùm mình các bạn. Đấy, lợi dụng mấy anh kia luôn. Ây da, ăn vô. Đấy. Rồi, quýnh tên phù thủy này, tên này là chọi thuốc các bạn. Rồi anh chết rồi kìa. Đấy. Đánh phù thủy cũng ghê ra cái mắt độc luôn nha các bạn. Wow. Quýnh này. Ui da. Ui con ôi da da. Ao. Đừng. Ui, con kia đuổi mình tới nơi kìa. Ui, rồi không ổn rồi, mình giờ mình chạy không kịp rồi. Anh chết đây kìa. Đó. Quýnh này. Đó, xong. Giờ mình ăn vô đã. May quá các bạn. May mà mình sống hồi đó ấy, không thôi là mất đồ nữa. Tại vì bây giờ mình có bốn mấy kinh nghiệm này. Bốn mấy level chứ. Ok, giờ chắc mình ngủ rồi đó các bạn ơi. Càng quá. Hình như còn ba tên hay sao ấy. Để có mấy tên chui vô ngôi làng núp rồi. Giờ mình sẽ ngủ rồi sáng tiếp tục chiến đấu nha. Còn ba tên này. Wow, lần này có cái tên pháp sư nè các bạn. Đó. Úi da. À thì ra tên này là tên triệu hồi mấy con kia. Mày hả mày. Mày. Úi da. Ui. Ui cái chiêu gì thế. Ui một tên này. Tên thứ hai này. Ui. À nó thành màu đỏ là nó đang chuẩn bị tấn công các bạn. Yeah. Mình đã biết cơ chế hoạt động của nó rồi. Đó. Hắn quýnh mình xong hả? Hắn núp rồi. Tên này được lắm. Giờ mình sẽ tìm mình đánh tên đó trước nha. Tại vì nó chịu hồi mấy cái con nhỏ nhỏ ấy, rất là khó chịu luôn các bạn. Đó, này núp. Ui tên này chạy như The Flash gì đó. Đánh tên này thì được cái vật tổ trường sinh các bạn. Đó, đánh người nè. Ui da. Ao. Núp. Ui. Mình phải đánh con này trước này. Đánh. Ui da, nó bay nó nhỏ xíu các bạn ơi. Với lại nó bay nữa ấy, cho nên rất là khó đánh luôn. Ui da. Ui nó đánh một hit rồi là đài đấy. Chạy. Ui. Mình cực kỳ ghét mấy cái con vét đó luôn các bạn ơi. Đánh đau cực luôn ấy. Ui da. Quýnh tên này chứ đi. Nhìn cái gì? Lại đây rồi nhìn hả? Đánh người này một tên cuối cùng. Yeah. Xong rồi, bây giờ còn mấy tên này thôi. Mấy tên này thì chỉ biết chạy thôi các bạn ơi, tội nghiệp mấy ảnh kia luôn ấy. Vẫn còn các bạn ơi. Càng đấy. À, hình như anh núp trong đây này mình mới nghe tiếng này. Cúc Hà. Này thì núp hả? Này thì núp này. Núp trong đây hả? Qua làng tôi rồi núp trong đây hả? Mấy ảnh đánh một hồi cái mấy ảnh vô đây anh núp các bạn ơi. Mấy anh lầy thật ấy. Rồi. Thắng rồi này. Yeah, mình đã chiến thắng rồi các bạn ơi. Đó, trận chiến này cũng không quá là ấy các bạn, mình chưa bị hàng gục lần nào ấy. May thật. Ok, giờ mình sẽ tiếp tục chỉnh sửa ngôi làng nha. Ok các bạn, bây giờ chúng ta sẽ đặt mấy cái cửa vào ngôi làng nha. Đấy, nãy giờ mình cũng đặt được một ít rồi nè. Đó. Mà ra thì mình cũng phải thắp sáng ấy các bạn, thì mình dùng cái đèn lồng này. Mình sẽ treo lên phía ở đây không có cái gì để treo ra ta. Chắc mình sẽ đặt ở bên đây đi. Đó. Để thắp sáng các bạn. Đấy, đặt hai bên luôn. Rồi. Ở bên đây này. Đó, mình đặt được một ít cái cửa đó các bạn. Cái nhà này mình quên sửa nữa. Nãy giờ sửa mà quên sửa nhà này các bạn ơi. Rồi, bây giờ mình sẽ đặt cửa vô trước đi. Đấy. Rồi, bây giờ mình sẽ trèo lên rồi sửa nốt cái ngôi nhà này luôn nha các bạn. Nãy giờ sửa mà quên cái con nhà này à. Tại nó nằm ở cuối cái làng ấy các bạn. Cho nên mình cũng không có để ý nữa. Rồi, đặt vô đây. Cái này đặt cầu thang này. Đó. Rồi, phần mái của cái ngôi làng mình thấy phiên bản mới này làm cũng rất ok đó các bạn. Nhưng mà có điều nó là số chẵn thôi cho nên nhìn nó hơi kỳ kỳ ấy. Đấy, rồi bây giờ mình sẽ leo lên cái đã. Đấy. Mình sẽ đặt vô đây.
Dạ ở đây. Đó, vậy là xong rồi. Ở đây thì đặt một cái khối và một cái cầu thang ở đây. Ở đây và ở bên đây. Đấy, vậy là xong rồi. Đó, ở đây thì mình cũng thắp sáng bằng cái đèn lồng nhá. Đèn lồng thì mình sẽ đặt mình tìm cách mình đặt ở phía trước các bạn ơi. Mình muốn đặt phía trước này cho nó đẹp này. Ồ, ở bên đây còn thiếu này. Rồi. Mình sẽ đặt ngay đây luôn. Đó, ở phía trong và ở phía ngoài thì mình sẽ bây giờ mình sẽ đặt ngay đây nhá, làm kiểu như cái trụ các bạn. Đó. Như vậy thì kỳ quá, chắc mình làm một cái thôi các bạn ơi. Đó, bây giờ thắp sáng thì mình sẽ dùng cái tượng đá rồi đặt cái đèn lồng ở phía trên nha các bạn. Mình thấy như vậy cũng rất là ok luôn. Rồi ok, giờ mình sẽ dọn mấy cái này rồi đặt thêm mấy cái đèn thôi. Mình sẽ đặt ngay tại đây một cái. Búp. Ui ui nhầm. Đó. Và ở bên đây là xong rồi. Đấy, tạm thời mình chỉ trang trí như vậy thôi nha các bạn. Trong thời gian sắp tới có thể mình sẽ nâng cấp ngôi làng này lên đấy, không để cái ngôi làng đơn giản như vậy đâu. Đó, mình sẽ xây thêm vài thứ nha. Ok, bây giờ mình sẽ đặt vô đây một cái mình sẽ đặt ngay đâu ta? Đặt ngay đây đi. Đấy. Và ở phía trước nhà thì mình đặt một cái đèn lồng nữa là xong rồi. Đó. Ok, giờ mình sẽ quay về nhà rồi cắt đồ và làm công việc tiếp theo nha các bạn. Nãy giờ đồ khá là bề bộn luôn. Ok, cảm ơn. Bây giờ mình sẽ đi qua bên chỗ anh Chan đây để phù phép cây cúp lên kiếm cái dòng gia tài 3 nha các bạn. Tại vì mình có 22 quặng kim cương này. Đó, khi có gia tài 3 mình sẽ đập ra được rất là nhiều kim cương luôn. Đó, bây giờ mình sẽ vào và anh Chan nha. Cái này chỉ gia tài 2 thôi các ông ơi. Ok, chắc bây giờ mình sẽ làm thêm cúp đi để mình reset cái dòng phù phép lại các bạn. Đó, giờ mình sẽ làm một cái rương luôn để đựng mấy cây cúp gỗ các bạn. Mình sẽ đặt cúp gỗ đây nè. Đấy, chế tạo thật là nhiều mấy cây cúp gỗ luôn ấy các bạn ơi. Rồi, cúp gỗ đúng không? Đây. Đó, được 5 cây luôn. Giờ phù phép để cho nó reset level lại. Rồi, giờ mình sẽ đổi ra một ít cái luli á các bạn. Để vô đây và cái cúp. Đó, vứt ra. Giờ bỏ lại. Chồng hỏng ba. Thôi mình đợi khi nào ra dòng gia tài ấy, mình lấy luôn á các bạn ơi. Chứ giờ hiệu suất 4 luôn. Wow. Nhưng mà mình vẫn cần gia tài hơn. Chồng hỏng này. Ok. Chứ cái ấy đi các bạn. Có gì mình dùng cái đá gì ta, cái đá mài các bạn. Mình gỡ mấy cái dòng phù phép cho mấy cái cúp lại cũng được. Mình sẽ bỏ cái này vô. Vứt ra đi. Toàn là chồng hỏng không nhờ. Chắc bây giờ mình sẽ lấy cái đá mài vô cái chỗ enchan luôn nha bạn. Tại vì mình enchan mấy cái cúp này nó ra cái dòng cù bắp ấy. Nên mình cần phải gỡ nó ra. Rồi bây giờ mình sẽ lấy cái đá mài theo luôn. Đá mài đúng không? Giờ mình sẽ lấy cái cúp đào ra các bạn. Đó. Ok, giờ đem qua bển thôi. Đó, bây giờ mình sẽ có thể gỡ cái dòng ra các bạn. Đó, giờ mình lấy lại kinh nghiệm mà mình vừa enchan lại. Đó. Cũng khá hay các bạn. Mà phải cẩn thận nha, kiểu như mình bấm nhầm một cái là mình bỏ cúp kim cương vô lấy ra mắc enchant lại đó các bạn. Rồi mình sẽ bỏ vào. Chầm hỏng hả? Tiếp tục enchant tới khi nào ra dòng gia tài thôi các bạn ơi. Đó, cúp kim cương hiệu suất 4. Không ổn cho lắm nha. Tiếp tục đi. Cúp kim cương này. Toàn hiệu suất không nha. Cái cúp này coi. Nó không chịu reset hay sao các ông ơi. Hiệu suất 3 này. Tiếp tục đi. Hiệu suất 3 đúng không? Kỳ cấp. Chậm hỏng 3. Sao toàn mấy cái dòng mà mình không cần không nhờ. Gây gia tài đi anh ơi. Hiệu suất 4. Mình còn có ba mấy level rồi các bạn. Giờ mình sẽ làm thêm ít kỳ cấp đi. Ủa hay là mình không đủ kinh nghiệm ta. Cần 7 level các ông ơi. Oh my gosh. Mình dùng hết cái số kinh nghiệm của mình luôn. Nhưng mà mình vẫn chưa có dòng gia tài các ông ơi. Chắc để tập sau mình áp ca nhiều tí đi. Rồi mình có thật là nhiều kinh nghiệm ấy. Rồi mình cùng enchant để kiếm cái dòng gia tài nha. Ok, bây giờ thì chắc mình sẽ cắt độ đi. Rồi mình làm công việc tiếp theo nha các bạn. Ui, enchant cả bữa trời vẫn chưa có gia tài. Ok các bạn ơi, nãy giờ thì mình có set up một cái chỗ balcony nè các bạn. Ấy trên mỗi cái phiến ấy mình có đặt một cái khúc tre các bạn. Mình nhiệm vụ của mình là balcony và lấy hết mấy khúc tre trên đó nha. Rồi ok bây giờ bắt đầu thôi. Tại vì mình balcony rất là nớp luôn các bạn ơi, bây giờ mình đang tập balcony. Ok bây giờ mình sẽ bắt đầu balcony nha. Đấy. Nè, một cái này, hai cái này.
Cái này là dành cho nốt nên khá là đơn giản nha các bạn. Mấy bạn nào bro ba cô thì không thông cảm cho Lập nha. Rồi quay qua đây. Ui da. Gì mà cũng té được nữa. Mà không sao, ít nhất mình cũng lấy được cái thanh tre rồi. À. Rồi qua đây. À, cái này lấy chưa ta? Ồ, lấy rồi này. Đấy, giờ bay qua đây thôi. Đó. Giờ thì qua đây nè. Ồ, cái này hơi khó nè các bạn. Nhảy quá. Đó. Yeah. Nhảy quá. Đó. À, giờ lên đây. Nhảy qua luôn. Ồ. Yeah. Ồ, mình được 17 cái thanh đây này. Nhảy qua đây nè. Rồi, giờ thì leo lên đây nhá. Nhảy lên đây. Đó, giờ phải nhảy qua lớp túc bên kia đó các bạn. Nhảy quá. Ui. Yeah. Rồi, 1 2 3. Đó. Qua đây này. U. Ồ, có vẻ lần này mình làm hơi dễ các bạn ơi. Đấy, để lần sau nếu các bạn thích mình ba cô như vậy ấy, đặt ra những thử thách ba cô như vậy ấy, thì đừng quên comment phía dưới nha. Lần sau mình sẽ tự xây một cái chỗ mà nó có khó hơn ấy. Đó. Rồi. Mình đã xong rồi. Yeah. Ừ, mà mình quên đặt phần thưởng nữa. Ở những tập sau ấy, nếu các bạn muốn thích mình làm những cái mini parkour như vậy thì đừng quên comment ở phía dưới và đặt phần thưởng luôn nha. Đấy, để có gì tập sau mình set up rồi mình parkour cho các bạn xem luôn. Ok, cảm ơn tất cả các bạn đã xem tập này của Lộc. Hẹn gặp lại tất cả các bạn ở tập tiếp theo. Bye bye.